Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin ngày hôm nay ngày 14 tháng 12 sẽ có những nội dung chính như sau. Lễ tưởng niệm lần thứ 28 ngày Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận viên tịch. Ôn lại đạo nghiệp và những tâm nguyện của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận đối với sự nghiệp giáo dục Phật giáo Việt Nam trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ. Đến thăm khu vườn trồng 500 gốc cây sa la mang đậm triết lý Phật giáo của một cư sĩ tại tỉnh Ninh Thuận. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 12, lễ tưởng niệm Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận đã trang nghiêm diễn ra tại Tổ đình Hòe Nhai ở Hà Nội và Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam là Thiền viện Quảng Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại Tổ đình Hòe Nhai, trong không khí trang nghiêm, Chư Tôn Giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cùng Sơn Môn Pháp Phái đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng. Sau khi đảnh lễ giác linh, Chư Tôn Đức đã tụng thời kinh A Di Đà, cầu nguyện cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Trong bối cảnh dịch Covid-19, lễ tưởng niệm diễn ra nội bộ và tuân thủ các biện pháp an toàn phòng dịch. Còn tại chánh điện Thiền viện Quảng Đức, Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Trị sự, các ban viện trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính đảnh lễ giác linh, niêm hương tưởng niệm, tri ân Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tôn Thiền Đức tiền bối hữu công thuộc các tổ chức giáo hội, hệ phái Phật giáo đã viên tịch. Chư Tôn Đức nhất tâm tụng Bát Nhã Tâm Kinh cúng dường, tưởng niệm công đức và đạo hạnh của cố Đại lão Hòa thượng Đệ Nhất Pháp Chủ, cùng chư vị tiền bối hữu công đối với đạo pháp và dân tộc. Có thể nói, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận là bậc tòng lâm thạch trụ, chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm. Và để có thể hiểu rõ hơn về những đóng góp của Ngài đối với nền giáo dục Phật giáo, kính mời quý vị cùng đón xem trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì tiếp tục sẽ là một số tin tức Phật sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 13 tháng 12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã họp phiên họp định kỳ nhằm thống nhất một số nội dung Phật sự cuối năm 2021. Tại phiên họp, Hòa thượng Thích Biểu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã nêu ra một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian từ nay cho tới cuối năm 2021 như hội nghị tổng kết Phật sự năm, thống nhất danh sách tấn phong giáo phẩm thông qua dự án tập san Phật giáo Đồng Nai và một số Phật sự khác. Sau khi thảo luận, Chư Tôn Đức đã thống nhất hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 của tỉnh Đồng Nai sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Dịp này, Phật giáo tỉnh Đồng Nai cũng đã chúc mừng nhân sự tân ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, khen thưởng tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch và cho ý kiến việc tuyển tình nguyện viên cho những đợt sắp tới. Vâng, đó là những kế hoạch Phật sự của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Và để hưởng ứng, thực hiện, đặc biệt là Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, Phật giáo tại nhiều huyện thị của tỉnh đã có những sự chuẩn bị tích cực, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho Chư Tăng Ni, ghi nhận tại huyện Long Thành. Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành đã phối hợp cùng ngành y tế tổ chức tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 cho gần 2.700 tăng ni trên địa bàn. Điều này đã giúp Chư Tôn Đức phần nào yên tâm khi dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp. Chư Tăng Ni tiếp xúc với rất nhiều quần chúng tín đồ Phật tử. Chúng tôi được nằm trong một trong những số tu sĩ được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 để tăng cường sức khỏe, tránh khỏi cái dịch bệnh COVID-19 là điều rất là vui mừng. Ban Trị sự cũng vẫn khuyến cáo cho Tăng Ni lúc nào cũng phải giữ gìn 5K. Trong đó thì chúng ta có rửa tay, rồi quét mã QR, đeo khẩu trang, v.v. Quý thầy cũng khuyến cáo quý Phật tử là phải làm sao có sự giãn cách ăn cho nó tốt để mình tránh dịch. Thì mỗi lượt như vậy thì là có khoảng từ 20 đến 30 vị Phật tử đến viếng chùa. Và cái tốp này vào
xong rồi ra thì mới tốt khác vào. Cùng với việc tiêm vaccine mũi 3, toàn bộ 107 tự viện trên địa bàn đều đang thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K. Qua đó tạo điều kiện cho các Phật tử và du khách đến viếng cảnh chùa, cầu nguyện bình an cho gia đình nhưng vẫn đảm bảo không để phát sinh ổ dịch lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua ngày 13 tháng 12, chùa Giác Ngộ ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp với bệnh viện hồi sức COVID-19 thuộc bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 thành phố Thủ Đức tổ chức đợt xuất phát đội 50 tình nguyện viên Phật giáo tuyến đầu chống dịch. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh trở lại sinh hoạt trong tình hình mới thì số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn tăng. Trước tình hình đó thì bệnh viện hồi sức COVID-19 đã trao đổi và cần sự hỗ trợ của tình nguyện viên Phật giáo tham gia tuyến đầu. Có 50 tình nguyện viên được chọn tham gia hỗ trợ tại bệnh viện hồi sức COVID-19 đợt này, trở thành hộ lý, động viên tinh thần đến với người bệnh và trợ giúp cho bác sĩ. Ngay sau lễ xuất phát, 50 tình nguyện viên đã đến hỗ trợ tại bệnh viện hồi sức COVID-19. Thưa quý vị, lúc còn hiện thế, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận có công lớn trong việc thống nhất Phật giáo nước nhà và cũng là vị giáo phẩm có sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục, đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp đào tạo tăng tải hiện nay. Nhân kỷ niệm tròn 28 năm cố Đại Lão Hòa Thượng viên tịch, kính mời quý vị cùng chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay ôn lại đạo nghiệp và những tâm nguyện của Ngài về sứ mệnh giáo dục Phật giáo Việt Nam. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, pháp hiệu Thành Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại thôn Quần Phương, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Năm 15 tuổi, thời điểm chuyển mình thoát tục, Ngài nhận trần cuộc đời là vô thường, thân người là giả tạm, nên xin phép song thân xuất gia đầu Phật. Kể từ đó, Ngài dành cả cuộc đời để một lòng cầu học, không những uyên thâm Phật Pháp mà còn quán triệt cả Khổng giáo, Lão giáo, trở thành tiêu đích cho hàng tăng ni, Phật tử ngưỡng mộ quý tâm. Vâng, nhắc đến Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Nhuận là nhắc tới cái công đức của Ngài với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự thành lập và phát triển. Nhưng mà đặc biệt nhất là chúng ta nhắc về cái công hạnh của Ngài luôn luôn tâm niệm một hoài bão lớn nhất là làm sao giáo hội đào tạo được tăng tải, hay nói cách khác là chăm lo cho thế hệ mai sau. Có thể nói là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài là bậc thạch trụ của thiền gia, là mô phạm cho tăng ni và Phật tử. Ngài luôn lấy cái giới luật để làm cái kim chỉ nam cho cái nền tảng để tu hành cho bản thân mình cũng như là giáo dục cho các tăng ni Phật tử, các hàng đệ tử. Tu học cũng giống như thuyền ngược dòng, phải tiến liên tục, không bao giờ được thoái chuyển. Năm 1940, sau khi nghiệp sư viên tịch, Ngài trở về thừa kế trụ trì chùa Đồng Đắc, tỉnh Ninh Bình. Thời kỳ đó, đất nước còn đang chiến tranh loạn lạc, thực dân Pháp rồi Nhật Bản lần lượt giày xéo quê hương. Gác lại tất cả, Phật sự đầu tiên được đặt ra trong tâm trí Ngài là đào tạo tăng tài, tổ chức giáo hội. Ngài liền thành lập hai trường Phật học, một ở chùa Đồng Đắc và một ở chùa Kỳ Lân. Dẫu có nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng Ngài luôn theo đuổi sự nghiệp giáo dục Phật giáo bằng lòng tin vào sự gia hộ của Tam Bảo và tương lai huy hoàng của Phật giáo Việt Nam. Trong số những học trò xuất thân từ hai trường Phật học này, giờ đây có những vị đang thay thế Ngài đứng trên pháp tòa, tiếp tục khơi dòng trí tuệ, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để nhân sinh trở về bản thể chân như, thanh tịnh. Tôi còn nhớ mãi khi còn trẻ, tôi được Ngài dạy là tu học như là đi cái thuyền ngược dòng, như là người gà ấp trứng, nó phải luôn luôn tinh tiến, phải luôn luôn lúc nào cũng phải học, lúc nào cũng phải tu, lúc nào chúng ta cũng phải chuyên cần trong cái việc tu và việc học,
để làm sao việc học nó thành tựu thì nó giúp cho việc tu thành tựu. Việc tu thành tựu thì cái ảnh hưởng của mình đối với đạo pháp, đối với quần chúng, với nhân dân, giúp ích cho Phật giáo của chúng ta nó sẽ phát triển một cách vững bền được. Thì đó là chính là một cái lời dạy căn bản của Ngài, và tôi thấy trong suốt cả cuộc đời của Ngài thao thức cái việc đó. Tôi nghĩ rằng nếu không đáp ứng được nguyện vọng của Tăng Ni và Phật tử, thì tôi e rằng không làm tròn trách nhiệm của mình đối với Phật giáo. Đó là lời khẳng định của Cố Đại Lão Hòa Thượng trước khi trở thành đệ nhất pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau năm 1975, Việt Nam hoàn toàn thống nhất, nhưng Phật giáo nước nhà lại chưa quy về một mối. Nhu cầu cấp thiết khi đó phải là có một mái nhà chung cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, và Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận là vị giáo phẩm được Chư Tôn Đức tin tưởng. Sau hai lần khiêm tốn từ chối, đến lần thứ ba, Ngài đồng ý nếu chính phủ cho phép giáo hội được thực hiện ba điều, trong đó có vấn đề trường Phật học. Trường Phật học được thiết lập trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tại thủ đô Hà Nội được phép thiết lập một trường Đại học Phật giáo. Tại thành phố Huế được phép thiết lập một trường Đại học Phật giáo. Tại thành phố Hồ Chí Minh được phép thiết lập một trường Đại học Phật giáo. Ngoài ra, các tỉnh trong toàn quốc, mỗi tỉnh cũng đều được phép thành lập một Phật học viện tùy theo khả năng và nhu cầu mỗi tỉnh nếu có thể làm được. Nguyện vọng của Đức Pháp Chủ được trình lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng và được chấp nhận. Ngày sau đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội được thành lập vào năm 1981. Hai năm sau là tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều đáng tiếc nhất là Ngài đã viên tịch vào năm 1993 và không kịp chứng kiến ngôi trường Phật học tại Huế được hình thành 4 năm sau đó. Dẫu vậy, việc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế được thành lập cũng chỉ là chuyện sớm muộn, và tâm nguyện của Ngài coi như trọn vẹn ngay từ khi bắt đầu. Thì Ngài cũng đã đó cái điều kiện là làm phát triển cái mặt giáo dục, nhất là đào tạo tăng tài, cũng như cho tất cả các tăng ni được tu học hành điều một cách dễ dàng. Bởi vậy cho nên nói về cái mặt mà khi mà Ngài lên ngôi vị Pháp Chủ thì tất cả tôn trọng Ngài và thấy cái chiến lược của Ngài rất là sâu xa. Vì vậy cho nên sau đó thì các tỉnh thành đều phát triển về cái mặt giáo dục là để xây dựng lên các cái trường trung cấp Phật học, cũng như cả ba miền đều có các cái học viện để xây dựng cái đào tạo tăng tài cấp đại học cho giáo hội. Tôi thuê được người làm chứ tôi không thuê được người tu. Theo đà phát triển đó, đến nay hệ thống cơ sở đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Nhờ tinh thần truyền đăng tục diệm, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ đã nối tiếp trong thời kỳ lịch sử đặc biệt của Phật giáo Việt Nam mà cách mạng Phật giáo được duy trì, giáo hội trang nghiêm, tinh tấn, Phật tử được truyền đảng chính pháp. Để đào tạo ra những tăng ni xuất chúng, Ngài luôn chú ý bản thân phải làm hình mẫu, nhất là về hai mặt học phong và đạo phong. Tăng ni trước là phải có kiến thức Phật học để hoằng pháp, sau là rèn ý chí, rèn luyện cốt cách của người con Phật, qua đó phát triển giáo pháp trong xã hội. Và những câu chuyện về sự coi trọng với giáo dục của Đức Đệ Nhất Pháp Chủ đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí của Chư Tôn Đức xưa kia từng được theo học với Ngài. Đặc biệt nhất là Ngài nói câu này này: khi mà chúng tôi nói là bạch Hòa Thượng, chúng con xin phải đi lên đi làm chấp tác. Thế thì bạn nói câu này: thôi để việc đấy, tôi thuê được người làm chứ tôi không thuê được người tu. Câu đó là câu mà chúng tôi mang tâm niệm trong suốt cuộc đời tu của tôi, về sự nghiệp giáo dục, về sự nghiệp tiếp chúng độ nhân ở nơi Ngài. Đấy, Ngài nói rằng thuê được người làm, không thuê được người tu. Tức là biết rằng người tu lúc đó hiếm và tầm quan trọng của người tu thế nào. Nói là mới điều là Hòa Thượng cũng biết là tầm quan trọng lao động, nhưng mà lúc đó thầy dạy học hiếm, người tu hiếm, thì phải đặt cái vấn đề đào tạo người tu cho người tu học quan trọng hơn. Mà bây giờ tôi vẫn còn tâm niệm như vậy. Chùa Quảng Bá, thủ đô Hà Nội, nơi Ngài trụ trì gần 20 năm. Nay tuy cảnh vật có khác, nhưng công đức, đạo hạnh và sự nghiệp giáo hóa của Ngài vẫn còn đó và tỏa ngát hương thơm, đời đời nối tiếp. Thượng tọa Thích Đạo Minh là một trong số những đệ tử có may mắn
được cố đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận dẫn dắt trên con đường tu học. Đã mấy chục năm, từ khi còn là một chú tiểu mới xuất gia được thầy thu nhận, nay trở thành trụ trì chùa Quảng Bá, tiếp nối hương xưa, nhưng ký ức về lần đầu tiên được gặp người thầy của mình, thượng tọa vẫn nhớ như in. Bởi buổi gặp ấy, vừa là cái tình, lại là bài học sâu sắc về sự học và cầu đạo. Thế làm sao mà đi tu? Ý nghĩa gì? Thế bảo bà trợ tướng bố thí, con được nghe kinh các ngài dạy là đi tu cầu giải thoát. Thế tổ mới bảo, thế được. Thế tổ mới bảo là cái người xuất gia ấy thì phải xả thân cầu đạo, là phải thật thà. Thế thì cái người đi cầu đạo mà đến cái chỗ nào mà có đạo mà không có của, tức là không có cái thứ để nuôi mình thì cố mà ở. Còn đến nơi nào mà có đạo lại còn có cái để nuôi mình thì đánh đuổi cũng không đi. Còn đến nơi nào mà có của mà không có đạo thì chào mà đi. Là một vị cao tăng cống hiến trọn đời cho lý tưởng Hoằng Pháp Lợi Sinh, Ngài đã đóng góp nhiều cho công cuộc chấn hưng, thống nhất và hòa hợp Phật giáo, góp phần đoàn kết và phục sự dân tộc. Xuất thế giới hạnh tinh nghiêm, nhập thế lợi lạc quần sinh, Ngài luôn khơi dòng trí tuệ văn thù, thể hiện hạnh nguyện phổ hiền tốt đời đẹp đạo. Nhờ đó, toàn thể tăng ni, Phật tử Việt Nam được thấm nhuần thâm ơn, nguyện noi theo gương sáng của Ngài trên con đường hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh. Thưa quý vị, chỉ có tình thương để lại đời là niềm vui. Vì vậy mà những ngày qua, Phật giáo tại một số tỉnh thành đã thực hiện những hoạt động hết sức thiết thực nhằm góp phần chung tay, xoa dịu những nỗi đau và ổn định cuộc sống cho người dân. Vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khánh thành và bàn giao cầu khu phố 1, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Công trình dài 10,5m, rộng 4m, móng và đường dẫn lên cầu 70m với kinh phí thực hiện là 175 triệu đồng. Do Đại đức Thích Phước Chí, Đại đức Thích Huệ Định, Phó Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ủng hộ, phối hợp cùng đóng góp của nhân dân địa phương. Trong khi đó, tại tỉnh Long An, câu lạc bộ thiện nguyện Cỏ Bốn Lá và câu lạc bộ Hoa Hướng Dương thực hiện chuỗi chương trình Xuân Yêu Thương nhằm hỗ trợ 49 trẻ em mồ côi do cha mẹ qua đời vì dịch bệnh COVID-19 với kinh phí thực hiện là 30 triệu đồng. Theo đó, đoàn đã thăm và tặng quà trực tiếp gồm gạo, mì, khẩu trang và tiền mặt đến các em nhằm lan tỏa hơi ấm tình người trong những ngày cuối năm, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập. Tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn với những hộ gia đình trong khu cách ly, khu phong tỏa do dịch COVID-19 tại tỉnh Trà Vinh, Chư Tôn Đức Phật tử Chùa Thiên Phước ở huyện Trà Cú đã không quản ngại mưa nắng, cùng góp công góp sức, mang những phần quà ý nghĩa và ấm áp đến với bà con. Tại sân chùa Thiên Phước, các loại thực phẩm thiết yếu được tập kết về từ sáng sớm. Tất cả đều do chùa kêu gọi vận động quyên góp ủng hộ. Với đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, các Phật tử phân chia túi rau, túi trứng. Khi mình làm công việc này thì mình rất là vui. Và mình nói chung là từ thiện, là không có ngày nào nghỉ đâu. Ngày nào cũng đi, hết chỗ này tới chỗ kia, còn hầu như mùa dịch là không có ngừng nghỉ luôn. Cái cảm nghĩ của mình thì làm được cái công việc này thì rất là ý nghĩa. Tại trong lúc người ta khó khăn, người ta mới nhờ đến mình. Như là giống như là mình nói giống như dầu sôi lửa bỏng vậy. Và lúc bị giãn cách hay là phong tỏa hết, không có chai ra đường đó, là mình 2 ngày là đi mua rau củ một lần, mua một lần một xe tải về cái bình phân phát. Đây là lần thứ 6 chùa Thiên Phước tặng quà kể từ khi dịch COVID-19 tại Trà Vinh bùng phát trở lại. Đối tượng chùa hướng đến chủ yếu là các hộ gia đình trong khu phong tỏa, cách ly. Theo đó, gần 100 phần quà đã được gửi tặng gọn gàng trong chốc lát. Thông điệp của Thiện Tài muốn gửi đến tất cả mọi người là hãy dang rộng vòng tay. Mình có một chút ít của một chút ít thì mình giúp ít, nhiều thì mình giúp nhiều, có công thì mình giúp công. Thì đến với mọi người để cho cái đại dịch Covid này mau hết, để cho người dân trở lại cái sinh hoạt bình thường. Với những điểm nóng trong khu phong tỏa và cách ly, thì các xuất quà được chuyển giao cho chốt chặn cùng lực lượng chức năng tiếp tế lại cho bà con nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Những khu vực khác thì chư tăng, Phật tử mặc quần áo bảo hộ, đi trao tận nơi. Trên non nhờ có nhiều cây làm phước, nhờ có đắp xây nhiều người,
nhờ sự hỗ trợ của quý vị kẻ ít người nhiều, thành ra mới được thành tựu như ý. Dầu của ít nhưng tấm lòng của quý vị đã nhịn ăn tiết mặt để hỗ trợ cho chùa Thiên Phước, để đi cứu khổ ban vui cho những vị bị đang cách ly. Những chiếc xe chở hàng tuy thô sơ nhưng đầy ắp tình thương, sự sẻ chia của chùa Thiên Phước dành cho bà con. Chặng đường chống dịch thời gian qua cho thấy, càng trong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái lại càng được khơi dậy, các hoạt động thiện nguyện lại càng được tỏa sáng, tiếp thêm niềm tin để người yếu thế không bị bỏ lại phía sau. Chỉ ít hôm nữa thì lễ kỷ niệm 70 năm gia đình Phật tử Việt Nam sẽ được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Suốt chặng đường đó, những tình nguyện viên áo lam luôn góp sức cho sự phát triển của đạo Pháp và xã hội. Và ở phần tiếp theo của chương trình, bản tin xin được đề cập đến câu chuyện này. Một buổi sinh hoạt của đội tình nguyện viên máu sống gia đình Phật tử thành phố Đà Nẵng tại chùa Bà Đa. Do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên chỉ số ít thành viên của ban điều hành hiện diện bàn thảo những công việc sắp tới. Và ít ai biết, chỉ với vài thành viên trong khuôn hình này, nhưng họ đã hiến gần 100 đơn vị máu. Đáng chú ý, trong làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19, đội đã tổ chức 4 đợt hiến máu tập trung, tiếp nhận hơn 400 đơn vị máu. Cùng với đó là hàng chục lần hiến tiểu cầu cho các ca cấp cứu, giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Từ năm 2015, là lúc năm thành lập, thì đội đến hôm nay đã thực hiện được là trên 2.000 đơn vị máu và tiểu cầu máy. Trong tất cả mọi con người đều có một cái điểm thiện. Và chính vì khi mình đã khơi dậy được, mình bằng cái hành động của mình đem cho máu mình cứu người, thì chính những cái người mà được cứu đó, họ sẽ trở nên một thành viên của đội mình. Cho nên là cái vòng tròn của sự sẻ chia, nhận cho thì hắn cứ liên tục như vậy và nó sẽ không bao giờ kết thúc. Đang nửa đêm mà nghe điện thoại reo, đi hiến máu cứu người là mình đi ngay. Và giữa người cho và người nhận không biết nhau, đó là nguyên tắc của bộ đội. Nhưng mà mình chỉ nghe thông tin lại là khi về, nghe thông tin lại đã cứu người đó thành công là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, giống như là mình đã đem đến một cái điều hạnh phúc nào đó mà không thể nào nói tả được. Những con người này có điểm chung là nguyện dấn thân, góp sức để kiến tạo những điều tốt đẹp theo lời Phật dạy. Cũng bởi thế, ngoài việc san sẻ những giọt máu, các thành viên luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Như trong năm 2021, đội đã vận động xây dựng một số ngôi nhà tình nghĩa, tổ chức những chuyến hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Tinh thần của người Phật tử là cái tinh thần của từ bi, làm theo lời Phật dạy. Phụng sự chúng sanh là phụng sự cúng dường chư Phật. Cho nên là mình làm việc này là việc chính là mình đã cúng dường chư Phật. Và đó là mình đạt được cái mục tiêu mà khi mình là người Phật tử. Và đặc biệt đó là mục tiêu khi mình xưng mình là đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam. Mỗi người có một xuất thân, số phận khác nhau. Nhưng những suy nghĩ, hành động sẽ định nghĩa chính con người họ. Và dù còn nhiều khó khăn trong bối cảnh hiện tại, nhưng họ đã chọn con đường cứu người, giúp đời bằng chính dòng máu của mình. Đó là hành động cao cả của những bóng áo lam yêu thương, luôn gieo hạt giống thiện cho đời. Thưa quý vị, hơn chục năm qua, có một cư sĩ ở tỉnh Ninh Thuận đã miệt mài trồng và thổi hồn cho hơn 500 gốc cây sa la có dáng đứng độc đáo, mang đậm triết lý Phật giáo. Và ai khi đến tham quan khu vườn này thì đều như chút được bỏ phiền não, tĩnh tâm nhìn lại mình thông qua lời Phật dạy. Hơn 10 năm qua, ông Phạm Văn Đúng, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã dành tâm huyết vun trồng, tạo dáng cho 500 cây sa la. Dưới đôi bàn tay khéo léo của người cư sĩ Phật tử, ông Đúng đã sáng tạo nhiều thế cây đặc biệt, mang ý nghĩa Phật giáo sâu sắc. Trong đó có hơn 150 cây dáng ngồi thiền ở thiền đường Vipassana, 80 cây được tạo dáng Niết Bàn bên trong và có cây được tạo dáng trái tim Bồ Tát, thể hiện sự thương yêu, sẻ chia. Cùng với đó, ông Đúng cũng tạo nhiều hình dáng cây, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, con người và thiên nhiên. Ở trong vườn này là nó gồm có 20 thế giới tất cả, chẳng hạn như là dáng nhân quả, rồi tứ vô lượng tâm, dáng niết bàn bên trong, rồi dáng tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, v.v.
rồi Từ Tâm cho Hành Tinh Xanh, rồi Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam. Tất cả chúng tôi đều tâm đắc hết tất cả những thế giới này, những thế giới mang thông điệp của nhà Phật đến với mọi người. Ngoài những cây do ông Đúng tạo dáng, còn có cây ngẫu nhiên hình thành thế như một phép màu. Đó là cây có dáng 12 nhân duyên, hoàn toàn tự nhiên, tượng trưng cho vô minh, hành, thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, thể hiện thâm sâu lời dạy của triết lý nhà Phật. Nhưng mà ở trong vườn thì tôi cũng thích nhất là cái cây 12 nhân duyên. Cây 12 nhân duyên này thì không phải do tôi làm. Tự nhiên là có sẵn 12 nhánh được mọc ra từ mầm chồi chính. Cho nên tôi đặt luôn cái tên là cái cây đó là 12 nhân duyên. Với sự độc lạ và thể hiện được nét đặc trưng trong từng dáng vẻ, thế đứng của hàng trăm cây sa la, ngày 1 tháng 11 vừa qua, vườn cây của ông Phạm Văn Đúng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là vườn cây sa la Carupita Genesis có số lượng nhiều nhất được tạo dáng theo triết lý nhà Phật. Khi mà được nghe giải thích từng cái hình thế của từng cây một ấy, thì mình có cái cảm giác là giống như mình đang được nghe một cái bài giảng về Phật pháp. Thì tất cả những cái bài giảng mà thông qua cái cây này thì người ta đều có cái cảm giác rằng là chính cái cây đó đang khuyên con người ta nên sống như thế nào ở trong cuộc đời này. Đó thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái điểm đến. Chắc chắn sẽ là phải là một cái điểm đến của khách du lịch nữa. Vì ở đây cũng không có thu phí gì cả. Và hai nữa là chủ nhân thì rất là nhiệt tình. Hiện chủ nhân khu vườn đang tiếp tục ươm trồng thêm những cây mới và hứa hẹn tạo ra những thế dáng mới mang nhiều ý nghĩa để mỗi người khi vào thăm khu vườn sẽ tìm thấy bình yên, an lạc. Từ đó, mọi ưu phiền sẽ được gột bỏ và con người thư thái, hướng thiện nhiều hơn. Đến đây thì bản tin An Viên 24 giờ cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.